Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át nên sẽ tập trung vào tình tiết hấp dẫn, nội tâm nhân vật trong chuyện, hình ảnh chỉ mang tính chất tương đối. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy like, chia sẻ và ấn theo dõi để xem những tập mới nhất nhé. Mọi người nhìn thấy trong lòng vô cùng lo sợ, mấy cao thủ hoàng vực vừa mới quy thuận lạc ra, chưa từng thấy qua cảnh tượng thê thảm như vậy, hai chân sớm đã nhũn ra thế nhưng những người thuộc bản bộ của lạc gia lại không chút lo sợ bọn họ xuất thân quân ngũ chuyện sinh tử đã sớm không để vào mắt hiểu được thiên chức của người quân nhân là gì trước kia bọn họ bảo vệ dân chúng trong tam lưu tiểu đế quốc hiện tại thì bảo vệ tính mạng cho toàn bộ thiên hạ bởi vì ở trong đó có những người bọn họ yêu thương nhất vì người mình yêu thương cho dù biết rõ con đường phía trước là đường chết thậm chí không có một chút tác dụng bọn họ cũng sẽ mạnh mẽ không sợ chết vọt tới trước dù sao đây cũng là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm vì người thân của mình Kết quả dưới sự chỉ huy của nhân mã bản bộ lạc gia, từng lớp từng lớp cao thủ thánh vực lấy thân thể máu thịt của chính mình va và đập vào kết giới, hơn ngàn, hơn vạn, mấy trăm ngàn tiếng nổ to lớn vang vọng giữa cả thiên địa. Như nơi thiên đế bố trí kết giới, cho dù bọn họ có tổn thất nhiều người cũng không có chút tác dụng nào. Tiếng hô hào thốt lên vô cùng lớn, có lẽ chịu không được sự ồn ào của bọn họ, tám chuẩn đế cũng hiện thân. Vèo vèo vèo, từng đạo hắc ảnh lói qua, mang theo kiếm khí tung hoành, khiến mấy chục ngàn cao thủ chuẩn bị xông lên trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn nam nhân tóc đỏ tiến lên hét lớn một bầy kiến hôi muốn chết thì tìm cho mình một cái cây mà treo cổ ở nơi này nhốn nháo cái gì quấy giày chủ nhân nhà ta thanh tù thật sao vậy quá tốt chúng ta cũng vì vậy mà đến lào vân hải cười nói nếu có thể quấy giày đến hắn xem ra mạng của chúng ta cũng không uổng phí mí mắt nhẹ rung nam nhân tóc đỏ nhìn về phía hắn lạnh lùng quát hỏi dùng nhiều mạng người như vậy chỉ vì muốn quấy giày chủ nhân nhà ta đáng giá không đáng giá ánh mắt nhất định là vân hải lần nữa phất tay hai vợ chồng cừu viêm hải lập tức chỉ huy một đám cao thủ xông về phía trước hung hãn không sợ chết khi thế cường đại từng đạo hoàng ấn đột nhiên đập về phía tám người ầm một tiếng vang thật lớn ngón tay tám người cùng vung lên tất cả những người vọt tới đều biến thành cho bụi bao quát đội quân nhà họ lạc thành lập lúc đầu cũng không còn nhưng lạc vân hải đối với chuyện này cũng không nháy mắt một cái trong lòng không chút dao động vẫn vung tay lên thiên địa song tôn mang đám người tiếp tục không muốn sống vọt tới trước không chút ảnh hưởng cảnh tượng thê thảm này hai con ngươi hơi híp lại nam nhân tóc đỏ liếc nhìn mọi người sâu trong mắt lóe lên tia nhìn bối rối làm sao những người này thật sự đều không sợ chết à hừ lão phu không tin bắt giặc phải bắt vua trước nghĩ như vậy nam nhân tóc đó lóe đến trước mặt lạc vân hải không ai có thể ngăn cản hắn chỉ một chiêu liên tóm lấy cổ họng lạc vân hải cười lạnh liên tục rắn không thể không có đầu ngươi là người chỉ huy bọn họ ngươi chết rồi bọn họ cũng chia năm xẻ bảy mấy tên kiến hôi các ngươi ngay cả cường giả đều không có còn đối phó cái gì ừ thật sao vậy thì thử một chút xem sao suy cười một tiếng lạc vân hải không chút e ngại thậm chí sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ cho dù ta chết bọn họ vẫn không lùi bước bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rõ một điều lùi bước ở nơi này diệt thế thì sẽ xảy ra ai cũng không trốn thoát vậy cũng chỉ là chết sớm chết muộn sống một ngày hay một ngày ngươi sai rồi ngươi nghĩ rằng chúng ta vì mạng của chính mình mà liều mạng sao chẳng lẽ không đúng sao mỉm cười lắc đầu lạc vân hải cười mỉa mai nói ta nghe nói qua chuyện của thiên đế năm đó các ngươi ở cùng thiên đế quá lâu đã quên mặt mạnh nhất của nhân đạo có lẽ bình thường tám vị chuẩn đế sẽ hù dọa được chúng ta nhưng bây giờ sẽ không bởi vì sau lưng chúng ta có người chúng ta nhất định phải bảo vệ tiếng của lạc vân hải vang vọng trong bầu trời truyền đến tai của tất cả mọi người những cường giả hoàng vực kia vốn có ý lùi lại nhưng nghe được này bỗng dưng ngừng lại không chút trần chờ tức giận gầm lên kết thành đội xông về phía trước ầm một trưởng đánh ra, Lạc Vân Hải bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, rơi trên mặt đất, đã không còn sự sống. Nam nhân tóc đỏ cười lạnh, khinh miệt liếc nhìn những người kia bỗng dưng khẽ giật mình. Bởi vì hắn phát hiện người cầm đầu này đã chết, những người kia vẫn thờ ơ, căn bản không trần chờ lùi bước, thậm chí không chút kiên kỵ. Đúng như lời Lạc Vân Hải vừa mới nói, hiện tại bọn họ không cần người cầm đầu cũng biết bản thân muốn làm gì, mà sẽ làm đến cùng. Hừ, không biết tự lượng sức mình tám vị chuẩn đế cười lạnh sông ra như sói nhập bầy cừu một trận đại sát tứ phương máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ cả mảnh trời hư không thế nhưng thật quỷ dị không một tiếng kêu gào phát ra trong cuộc chiến thảm khốc này kiếm đế đứng ở sân trước nhìn cảnh tượng này không nói gì xoay người lại đi đến trước phòng thiên đế ngừng chân bất động bình tĩnh đứng ở nơi đó chờ một lúc trong phòng mới truyền ra tiếng thiên đế hỏi thăm tiếng giống bên ngoài vẫn như cũ không đuổi đi sao thiên đế bọn họ đến quấy nhiễu thanh tu của ngài đuổi cũng không đi hừ hừ một đám ngu muội với tâm cảnh của bổn tọa sao có thể bởi vì một số tạp âm lọt vào tai mà ảnh hưởng tu luyện đúng vậy thế nhân ngu dốt căn bản không biết chính mình đang làm chuyện vô ích nhưng tại hạ nghĩ dù bọn hắn có biết cũng sẽ tiếp tục khóe miệng xẹt qua nụ cười buồn kiếm đế thở dài lần đầu tiên ta thấy một bầy kiến hôi nhìn chuẩn đế còn dám chém giết chẳng lẽ bọn họ nghĩ nhân số trước mặt chuẩn đế có thể chiếm ưu sao không nói gì thiên đế trầm mặc không nói kiếm đế khẽ gật đầu quay người rời đi bên ngoài chém giết không ngừng nghỉ một cuộc chiến diễn ra hơn 3 tháng máu nhuộm đỏ khắp nơi thi thể đếm không xuể phủ đầy các ngõ ngách kính nguyệt tiểu trúc tám vị chuẩn đế cản tước mặt mọi người nhìn bức tường thành bằng xương bằng thịt không ngừng tiến lên trong lòng kinh ngạc không thôi bọn họ cũng ngang dọc khắp nơi trong thiên hạ gặp đủ các loại người như những người thế này đây là lần đầu tiên nhìn thấy mà còn nhiều nhóm người chẳng lẽ bọn họ dãy dụa trước khi chết ha ha dĩ nhiên không phải điên cuồng như vậy bọn họ thấy qua vô số nhưng không một ai có ánh mắt thế này dường như hiện tại tất cả nhân loại đều hóa thành một loại người là anh hùng hung hãn không sợ chết trong truyền thuyết đương nhiên đây chẳng qua là một loại lý tưởng trong truyền thuyết người bên ngoài hiếm khi làm được nhưng bây giờ bọn họ lại làm được nếu như bình thường ta tha các ngươi một mạng bạch một đạo bóng người to lớn hiển hiện nam nhân tóc đỏ cho thấy thánh thân của mình một thanh lưỡi kiếm đỏ thẫm chỉ về phía đối diện đáng tiếc hiện tại nếu các ngươi còn dám tiến lên lão phu chỉ có thể hạ thủ vô tình dường như hoàn toàn không nghe được lời hắn nói tất cả mọi người thờ ơ nam nhân tóc đỏ cười lạnh gật đầu rất tốt lão phu kính trọng các ngươi đi chết đi vèo một đạo kiếm mang bỗng nhiên phóng về phía mọi người tản ra khí tức tử vong mọi người đối mặt nhìn thấy ánh mắt vẫn kiên định như cũ không chút sợ hãi ầm thế nhưng khi kiếm mang lạnh lẽo kia còn chưa tới đến trước mọi người đã ầm ầm vỡ nát một bóng người nhỏ bé đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người ngửa đầu giống lên kiếm đế do lúc cùng bạo bao phủ cửu thiên tám vị chuẩn đế bị bức phải liên tiếp lui về phía sau trong lòng sợ hãi Kiêm đế đứng yên tại hậu viện tiểu trúc thân thể run lên dữ dội vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn ra ngoài viện nói khí tức đế quân tiểu tử kia thành đạo âm âm ầm tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên ngay sau đó năm người côn bằng cũng xuất hiện trước mặt tám người khí thế cường hãn cuồn cuộn khiến tám người cảm thấy trì trệ tiếng ầm vang liên tiếp diễn ra toàn bộ thành thân hoàn toàn vỡ thành cạn bã tám người sợ hãi nhanh chóng lùi về phía sau sắc mặt trở nên ngương trọng ngũ đại thánh thú tương đương với ngũ đế bọn họ có thể dùng khí thế bình lặng đã phế thánh thân chuẩn đế thực lực khác biệt không thể tính theo lẽ thường tuy chuẩn đế đã sờ đến mép đế cảnh nhưng khác một trời một vực với đế quân chính thức vân hải lệ lão cừu lão dương mắt nhìn thi thể chất chồng như núi rất nhanh cổ tam thông thấy mấy bóng người quen thuộc trong mắt trừng lớn song quyền nắm chặt côn bằng thấy vậy cũng nhìn thi thể bốn phía lắc đầu thở dài là ngu dốt các ngươi làm như vậy thì làm được gì lúc trước lão phu có nói vài câu bảo các người yên lặng chờ xem biến hóa các ngươi thì ai có lẽ đây chính là nhân loại cũng là nhân đạo thở sâu một hơi một mắt hải ngao khẽ run ngược lại nhìn vào bên trong tiểu trúc hét lớn kiếm đế ngươi ra ngoài cho lão phu nhìn xem những nhân loại chết ngoài cửa nhà các ngươi không phải ngươi đã từng hướng tới nhân đạo sao thân thể chấn động kiếm đế liếc mắt ra ngoài viện sắc mặt nặng nề trầm xuống sâu trong mắt có thật nhiều vướng mắt lúc này âm thanh thiên đế trong phòng vang lên kiếm tâm lão gia hỏa kia đang gọi ngươi ra ngoài kết thúc đi nhân đạo kiếm đã từng theo ngươi vèo tiếng xe gió vang lên một đạo hào quang bảy màu đột ngột phóng vào trong thân thể kiếm đế thân thể kiếm đế run lên khí thế đột nhiên phóng đại thiên đế ngươi đưa đế đạo cho ta ngươi là thiên kiếm của ta ngươi chính là ta giống như ta muốn luyện hóa thập đạo bên trong tự nhiên bao gồm kiếm đạo của ngươi ngươi cũng không có gì dị nghị bây giờ ngoại địch xâm phạm ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt ngươi là người duy nhất ta có thể dựa vào đi thôi chỉ huy tám phế nhân ngăn cản lũ súc sinh kia lại vèo 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 từng đạo từng đạo hào quang bảy màu từ trong phòng thiên đế bay ra vượt qua tiểu viện bay thẳng đến tám chuẩn đế bị thánh thú trước mặt ép thối lui đến đứng không thẳng chỉ một thoáng thân thể tám người chấn động dường như chợt có sức mạnh vô cùng vô tận khí thế tăng lên đột ngột cuồng bạo làm cho toàn bộ thiên địa đều chấn động đây là đây là sức mạnh đế cảnh trong mắt lóe lên ánh sáng kích động nam nhân tóc đỏ nhị không được cười to lên ha 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 thiên đế đại nhân quả nhiên không gạt chúng ta đợi hắn đoạt được đế quân đại đạo sẽ ban cho chúng ta giúp ta chúng ta đột phá đế cảnh hoàn thành mong muốn cả đời bảy người còn lại nghe thấy cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể hưng phấn vô cùng cười to liên tục chỉ có mấy người côn bằng lạnh lùng thờ ơ nhìn hết thảy vèo một đạo hắc ảnh lói qua bóng dáng kiếm đế xuất hiện đi đến trước mặt mọi người trong tay cầm một thanh trường kiếm trắng sáng kiếm phong sắc bén chỉ vào sáu người đối diện hải ngao nhìn thấy một mắt khẽ run tức giận mắng Kiếm Tâm, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện. Năm đó lão phu cùng ngươi là bạn chí giao, vì sao ngươi xuất thủ với ta? Trung thần nghĩa sĩ không thể song toàn, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Hừ, năm đó ngươi ta đã từng nghiên cứu kiếm đạo. Ngươi nói ngươi ngộ ra nhân kiếm đạo, nhưng vì bản thân là thiên kiếm đạo nên không tu được. Bây giờ ta thay ngươi tìm truyền nhân, ngộ đạo trong sơn động kia của ngươi, giúp hắn thành đạo. Vỗ nhẹ nhẹ vào vai kiếm đồng, đẩy hắn đi ra, hải ngao khiêu khích nói, bây giờ ngươi dùng thiên kiếm đạo đối với nhân kiếm đạo của ngươi xem tột cùng ai mạnh ai yếu ngươi cũng rất muốn biết đúng không vậy thì thử cùng hắn một chút xem kiếm đạo ngươi sáng tạo ra mạnh hơn hay đi theo thiên đế lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh hơn keng tiến lanh keng phát ra trong tay kiếm đồng nâng lên một thanh trường kiếm đe nhánh bình tĩnh chỉ hắn nói ta là ma kiếm ngươi là thiên kiếm trước khi cha ta và thiên đế quyết thắng bại chúng ta đánh trước một trận ha 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 được kiếm đạo chỉ có một vị trưởng đạo giả chúng ta đều là kiếm đạo đế quân dù có thế nào cũng phải đánh khẽ cười một tiếng kiếm đế chiến ý giạt rào chân đạp bước phóng về phía kiếm đồng kiếm đồng cũng không chút nhượng bộ nhất kiếm phi tiên chớp mắt tới gần hai thanh trường kiếm đan sen vào nhau chỉ trong giây lát đã giao phong mấy ngàn kiếm bạch hai người đứng thẳng ở chỗ của đối phương không nói không động sau một khắc tiếng bạo liệt ầm ầm cả bầu trời nổ tung không gian lập tức trở nên tối đen như mực không nhìn thấy nhật nguyệt tinh quang mọi người nhìn thấy mà hoảng hốt những tu giả hoàng vực cũng cùng nhau lui lại không tiến lên một bước không phải bọn họ sợ hãi chỉ vì trong lòng hiểu rõ giờ này khác này bọn họ đã không giúp được gì có thể ngăn cản thiên đế hay không chỉ chờ vào mấy người này một chiếc lá theo gió phiêu đáng, chậm rãi rơi xuống giữa hai người kiếm đồng cùng kiếm đế đều không động khi chiếc lá kia rơi xuống đất hai người cùng lắc mình biến mất không thấy tăm hơi ngay sau đó âm thanh chói tai vang vọng các ngõ ngách trong thiên địa không ai nhìn thấy thân ảnh hai người chỉ có ngũ thanh thú cùng tám vị chuẩn đế có thể nhìn thấy kiếm khí bọn họ giao thoa tới lui ngang dọc Tám vị chuẩn đế hưng phấn, nhìn Ngũ Đại Thánh Thú không khỏi hưng phấn mà xoa xoa bàn tay, có chút ngứa tay, nhìn về phía Ngũ Đại Thánh Thú đối diện, cười lớn nói, nghe đồn sức mạnh thánh thú có thể so với đế quân, bây giờ chúng ta vừa mới xưng đế, mong rằng các vị chỉ giáo một chút, chẳng biết có được không? Các ngươi, mày nhíu chặt, côn bằng khinh thường bĩu môi, chỉ sợ không có tư cách này. Sắc mặt hơi trầm xuống, nam nhân tóc đỏ cười lạnh, có tư cách này hay không phải thử một chút là biết sao. Ừm mạnh mẽ đạp bước nam nhân tóc đỏ phóng về phía côn bằng mấy người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo mỉm cười lắc đầu mấy người công bằng liếc nhìn nhau cùng nhau nghênh tiếp kết quả ngũ thú va chạm với tám người khiến năng lượng cùng bạo bay ra khắp các ngõ ngách tuy nhiên điều khiến người ta kinh ngạc là chỉ trong một chiêu tám chuẩn đế trang bức không thành bị đánh ngã xuống đất máu tươi phun không ngừng sao làm sao có thể trong mắt hung hăng co lại bọn họ hoảng hốt chúng ta đã là đế quân vì sao dễ dàng bị thánh thú đánh bại như vậy Nhếch miệng cười một tiếng, côn bằng khinh thường bĩu môi, đế quân cái gì, chỉ là ngụy đế mà thôi. Muốn xưng đế, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nên biết rằng, nếu là đế quân, đều phải lĩnh hội trên bản đạo nhiều năm, thành đạo tổ một đời mới có thể thành đạo. Các ngươi tu là kiếm đạo, trong cơ thể các ngươi là đế cảnh đại đạo của đế quân, căn bản không hợp với các ngươi, sao các ngươi có thể phát huy sức mạnh đế cảnh đại đạo chính thức? Điều này không thể nào, Thiên Đế nói, chỉ cần nắm giữ đế cảnh đại đạo thì có thể trở thành đế quân, sao lại thế? hắn lừa các ngươi nếu không khi hắn bị tình cổ gây thương tích không thể du tẩu thế gian làm thế nào để các ngươi hết lòng vì hắn các ngươi ở phàm giai hẳn cũng là nhân vật đỉnh phong lại để tiểu đạo vào trong mắt ai đúng là bị sự tham lam che mắt ha 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 cười nhạo lắc đầu côn bằng không nói gì thêm sâu trong mắt tám vị chuẩn đế vẫn mê mang không hiểu đúng lúc này một tiếng ẩm vang lên hai nhân ảnh lần nữa tách ra đứng lặng không trung có điều kiếm đồng cầm kiếm mà đứng uy phong lẫm liệt cánh tay kiếm đế lại có một tia đỏ rực cúi đầu nhìn máu chảy trên cánh tay kiếm đế lại nhìn về phía kiếm đồng cười vui vẻ ngươi thắng từ nay về sau ngươi là kiếm đế không ngươi đã nhường ta chậm rãi lắc đầu kiếm đồng nghi hoặc nói vì cái gì nếu ngươi xuất toàn lực ta chưa chắc là đối thủ của ngươi không nói gì kiếm đế quay đầu nhìn về phía hải ngao chỉ trầm mặc kiếm tâm thế mà đúng lúc này một tiếng quát lạnh lẽo vang lên một trong mắt màu vàng óng đột nhiên xuất hiện trên cửu thiên cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn nhân đạo trong mắt co rụt lại côn bằng liên tục lui về phía sau mấy bước cả kinh nói thiên đế thiên đế lúc đầu là ta nợ hải ngao ta lại không muốn phản bội người bây giờ ta thua dưới nhân kiếm sở ngộ cũng không tiếc ta biết kiếm đạo của ngươi đã không phải là thiên kiếm thuần túy nếu không lúc trước ta đưa đế đạo ngươi cũng không khống chế lại cho nên những năm gần đây biết rõ kiếm đạo ngươi không ai bằng những phế nhân này ta cũng không để ngươi chỉ dạy hiện tại xem ra hành động lúc trước của ta là cử chỉ sáng suốt phế nhân những chuẩn đế kia kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời thiên đế đại nhân chúng ta trong mắt ngài chỉ là phế nhân thôi sao hừ đương nhiên nhưng dù sao tốt hơn mấy tên kiến hôi này một chút hiện tại các ngươi đã không giúp được gì cho ta đế đạo trong cơ thể các ngươi thật sự quá lãng phí cùng trở về đi tiếng quát lạnh lẽo vang vọng thương khung thân thể mọi người run lên không tự chủ cùng nhau bay lên không trung tám vị chuẩn đế hoảng sợ kêu lớn chớp mắt biến mất trong cự đồng kia mặt kiếm đế không biểu tình gì thân thể cũng từng bước bị hút về phía cự đồng hải ngao nhìn thấy vội vàng đến bên cạnh hắn keo hắn lại hét lớn thích kiếm tâm nói rõ cho ta cái gì nợ lão phu ta là thiên đế thiên kiếm vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn điều duy nhất có thể làm đem đạo ta truyền xuống người kia có thể thập đạo quy nhất hay không còn phải xem thiên ý phốc đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí đánh lui hải ngao cứ như vậy kiếm đế bị hút vào trong cự đồng to lớn trước khi gần biến mất khóe miệng hắn lại nhếch lên đường cong vui vẻ hải ngao huynh vĩnh biệt hy vọng ngươi không bị diệt thế thiết kiếm tâm hải ngao gào rú đồng tử trong mắt run rẩy nhưng rốt cuộc cũng không nghe được âm thanh của kiếm đế theo như hắn nói tất cả đều bị không minh đại đạo thiên đế hấp thu vèo cùng lúc đó tiếng xe gió vang lên kính nguyệt tiểu trúc nhất thời vỡ ra một thân ảnh màu trắng bỗng dưng bay đến trước mặt tất cả mọi người bước lên đỉnh núi bế nghĩa nhìn ngũ thanh thú phía dưới khóe miệng nhếch lên quát lớn lũ xúc sinh phách lối nửa ngày bổn tọa đến chơi đùa cùng các ngươi thiên đế thân sắc đại biến, côn bằng ngửa đầu nhìn bóng người quen thuộc, da mặt co rút, không ngờ ngươi rời khỏi kính người tiểu trúc, chẳng lẽ ngươi đã giải được tình cổ? nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế khinh thường bĩu môi, tình đế tình đạo sớm đã rơi vào trong tay ta, bằng vào sức mạnh của ta sao có thể không giải được tình cổ sao? nhưng mấy con rồi các ngươi quá phiền, ta vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa đế đạo thì các ngươi tìm tới cửa, bất đắc dĩ, ta đành giải quyết các ngươi trước. có điều các ngươi muốn từng người tiến lên hay cùng tiến lên? vạch vạch ngón tay, kiếm đế diễu cợt nói. Diêm mép côn bằng run rẩy, bật cười một tiếng nói, đối mặt với nhân vật như thiên đế muốn độc đấu thì quá sai lầm khi đánh giá uy nghiêm của đế quân. Dối trá, ngửa mặt lên trời cười lớn, thiên đế liếc nhìn côn bằng nói, lão gia hỏa, ngươi vẫn như trước kia, không, so với trước kia trên người đậm chất nhân loại hơn. Muốn quần ẩu thì quần ẩu, nói lời vô dụng làm gì, tới đi. Vèo, thiên đế rậm chân một cái, đột ngột xuất hiện trước mặt ngũ thú. Ngũ thú nhìn thấy mà hoảng hốt, không ngờ bọn họ không có phát giác ra, sau đó vội vàng xuất thủ kim viêm thanh viêm kỳ lân kính tất cả đều nhắm thiên đế đánh tới thế nhưng thiên đế đối chuyện này cũng không chút phật lòng thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã đến xuất hiện trước mặt tiểu tam tử lộ ra răng trắng dày đặc thần uy làm người ta sợ hãi ngươi chính là con của kỳ lân ha 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 xin lỗi cha ngươi là ta giết mà càng xin lỗi hơn ngươi cũng sắp chết trên tay ta Ẩm một đầu ngón tay đâm về phía sau lưng cổ tam thông giống như mấy chục tòa đại sơn đè xuống nhất thời cổ tam thông bị ép xuống lòng đất cả vùng cũng theo đó vỡ ra phốc miệng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm khuôn mặt cổ tam thông trắng bệch đây là độn hình thuật của ảnh đế còn có thần lực vô tận của bà đế mi mắt hung hăng run rẩy côn bằng vô cùng sợ hãi hắn đã luyện hóa được đế đạo của nhị đế nắm giữ thần thông của nhị đế không sai hiện tại cho dù không dùng không minh thần đồng cùng các ngươi vật lộn bản đế cũng không cần tốn nhiều sức thiên đế cao ngạo cười quỷ dị ngẩng đầu lên vèo thế nhưng đúng lúc này một đạo kiếm mang đen nhánh đột ngột lóe qua thẳng đến đầu hắn ánh mắt thiên đế liếc nhẹ hai ngón tay thiên đế khép lại nhẹ nhàng bắn ra ầm một tiếng hắc mang nổ tung một đạo kiếm kình nhanh chóng vọt tới trước mặt kiếm đồng đánh kiếm đồng bay ra ngoài té xuống đất hai đầu vai máu tươi phun trào chảy xuống thân thể đế binh mạnh như vậy cũng bị thương sao Ê. côn bằng hít sâu một hơi sợ đến mất mật đây cũng không phải là kiếm đạo của kiếm đế kiếm đạo kiếm đế không có uy lực thế này cho dù hắn tự mình sử dụng kiếm cũng sẽ không dễ dàng đánh bại kiếm đồng như vậy ha 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 không sai đây không phải kiếm đạo của kiếm đế nhưng cũng là kiếm đạo của hắn các ngươi nên biết rằng ta hấp thu công lực thiên ma đại hóa quyết của trác phàm ngay cả diệt thế kiếm đạo của hắn ta cũng đã lĩnh hội mà thiên ma đại hóa quyết có công dụng lớn nhất chính dung vạn đạo là một kiếm đạo của kiếm đế cộng với kiếm đạo của trác phàm cũng chính là thiên kiếm hợp nhất ma kiếm cộng với bổn tọa tự mình sử xuất liên trở thành một kiếm mạnh nhất trên tay bổn tọa hiện tại ta muốn giết các ngươi thủ đoạn có quá nhiều ha 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 sắc mặt mấy người côn bằng trở nên âm trầm hơn nhiều hiện tại kiếm đế càng đáng sợ hơn trước kia cho dù không xuất lực căn bản cũng đùa ra trò cũng có thể xem bọn họ như kiến hôi mà nghiền chết hít một hơi thật sâu côn bằng chăm chú nhìn thiên đế hét lớn nguyên thân thánh thú nghi chuyển càn khôn trận vừa dứt lời côn bằng hí lên một tiếng hiện ra chân thân của hắn kinh thiên côn bằng cao trăm trượng bay lượn cửu thiên long tổ hải ngao tước nhi cũng hóa thành thú thân cổ tam thông miễn cưỡng đứng lên thân thể run rẩy cũng hóa thành kỳ lân trong chốc lát thanh thú gào thét chấn động thương khung khiến thiên địa rung lên những tu giả hoàng vực bịt lấy hai tay co chân chạy trốn không tham dự vào trong trận quyết đấu của các cao thủ chỉ có thiên đế vẫn lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt xem thường không nói gì vèo 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 thân hình thanh thú to lớn nhưng cũng rất linh hoạt bọn họ vây vòng tròn quanh thiên đế không ngừng xoay tròn sức mạnh cường hãn hình thành một vòng xoáy bao vây thiên đế không để hắn động đậy thiên đế nhìn rõ hết thầy, khóe miệng vẫn mang nụ cười châm chọc răng rắc răng rắc sức mạnh ngũ quang thập sắc của thánh thú gầm thét vào chán thiên đế chợt âm thanh vụn vỡ vang lên sức mạnh đen nhánh khủng bố nhất thời xuất hiện trước mắt thiên đế đây là hắc 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 không sai đây chính là sức mạnh diệt thế ngươi vẫn luôn muốn lần này chúng ta tặng cho ngươi khóe miệng xẹt qua huyết tinh hàn mang côn bằng hét lớn bốn thú còn lại ánh mắt cũng băng lãnh chăm chú nhìn hắn không rời trong mắt lóe lên tia nhìn hy vọng hy vọng ngũ đại thánh thú hợp lực ngưng tụ ra sức mạnh đỉnh phong vô thượng có thể khiến hắn trọng thương thiên đế không thèm để ý đến sức mạnh diệt thế ha 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 nếu sau thượng cổ nhìn thấy cái này bổn tọa sẽ rất hưng phấn chỉ tiếc hiện tại ta không cần đến nó diệt thế lôi viêm đồng ù ừ. chuyện đáng sợ đã xảy ra mắt trái thiên đế vụt sáng qua lôi viêm đen nhánh đồng tử phải xuất hiện bốn vầng sáng vàng óng dạng dỡ phát sáng lôi viêm không chấn dầm 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 năng lượng cùng bạo liên tiếp vỡ ra đều là sức mạnh diệt thế sức mạnh ngũ thánh thú tạm thời đối đầu với sức mạnh thiên đế sớm thành thục hình thành một sóng xung kích không gì sánh kịp trong nháy mắt đánh ngũ thú đánh bay ra ngoài màu đen khủng bố phát triển mạnh mẽ nơi đi qua hóa thành hư vô một số cường giả hoàng vực chạy còn chưa xa chớp mắt cũng bốc hơi không còn chỉ trong phút chốc trong phạm vi 10.000 dặm đã không còn sự sống côn bằng run rẩy chỉ thiên đế khóe môi chảy máu suy yếu nói đây là diệt thế lôi viêm đồng của chắc phàm ngươi ngươi Đúng vậy, vừa rồi không phải ta đã nói, tất cả mọi thứ của hắn đều bị ta hấp thu sao? Khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo, thiên đế thở dài nói, mà đệ đệ của ta cũng vì ca ca hắn làm được chuyện tốt, có thể mang về sức mạnh diệt thế này. Cũng không ủng phí ta nhiều năm ẩn nhẫn, giữ lại con cờ là hắn cho tới hôm nay. Mà phần sức mạnh này lại thuộc về năm thánh thú các ngươi. Như vậy hiện tại, ta sẽ dùng phần sức mạnh thành toàn cho các ngươi, đưa các ngươi quy thiên, cũng xem như lá dụng về cội, ha ha ha. Trong mắt thiên đế lóe lên nụ cười tà dị, hắn chợt hét lớn, vậy trước tiên bắt đầu từ ngươi một côn bằng giả hoạt lôi viêm phá không bạch lôi viêm khủng bố hóa thành viêm trụ bán kính mấy chục trượng đột ngột bắn về phía côn bằng chớp mắt đã áp sát thấy tình cảnh này côn bằng hoảng hốt trái tim run rẩy chìm xuống xong kết quả vẫn phải chết trong tay thiên đế ầm thế nhưng ngay khi viêm trụ kia sắp đánh tới thân thể hắn chợt nổ tung văng tung tóe khắp nơi thiên đế nhất thời dừng lại chăm chú nhìn chằm chằm chờ lôi viêm tàn ra xuất hiện ở trước mặt hắn là một bóng người quen thuộc trên thân mặc trang phục trắng ngây gió phiêu đãng một bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra phía trước sau khi ngăn viêm trụ khủng bố kia lại chậm rãi hạ xuống lộ ra hai tròng mắt không khác gì thiên đế phụ thân cổ tam thông và tức nhi nhìn thấy vui mừng kêu lớn côn bằng nhìn thấy cũng là nhịn không được lên tiếng chắc phàm rốt cục ngươi cũng trở về không hắn không phải là chắc phàm thế mà sau khi thiên đế dò xét lại cười suy một tiếng lắc đầu đệ đệ ngươi mượn luân hồi đại đạo cùng tàn hồn của chắc phàm kia lại phục sinh có điều lần này ngươi là hữu tình thiên đạo hay tịch diệt đại đạo trên mặt chắc phàm không biểu lộ gì ánh mắt chắc phàm tĩnh lặng như hồ nước nhìn thiên đế mỉm cười lắc đầu nói thiên đế đại nhân ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi ta là chắc phàm cũng không phải là lệnh đệ ta tu không phải thiên đạo mà là ma đạo sức mạnh hiện tại của ngươi chẳng lẽ không phải hữu tình thiên đạo của đệ đệ ta sao mi mắt run lên thiên đế nghi hoặc hỏi cho dù các ngươi có quan hệ thế nào cũng không cùng một người người này trở về người kia sẽ biến mất tên đệ đệ ngốc nghếch của ta nói sẽ trở về ngăn cản ta sao có thể biến mất chứ phần sức mạnh này sao ngươi có được mỉm cười chắc phàm nhẹ nhàng nói ngươi nói không sai hắn biến mất còn ta trở về chỉ vì hắn cảm thấy ta có thể ngăn cản ngươi cho dù ngươi đạt tới vô thượng cảnh hắn không thể làm gì chỉ có tài năng của ta ngăn cản được ngươi có ý gì ta nói là vô thượng cảnh tương đương với thần trong truyền thuyết thần ma đối lập chỉ có ma mới đuổi thần ra khỏi thần vị nhếch miệng cười chắc phàm nhìn lên trời xanh buồn bã nói thần diệt thế phải trả lại sự thư thái cho thế gian nhưng ma từ bên trong người mà có cũng sẽ không để cho ngươi làm như thế từ khi bắt đầu thần ma đã đối lập đây chính là thiên ý tuy sư phụ cửu u nói hắn đem đế đạo cho lệnh đệ nhưng ta lại cảm thấy từ nơi sâu xa lệnh đệ lại ngăn cản di nguyện diệt thế của ngươi mới đọa nhập ma đạo biến thành ta của hiện tại hừ vậy ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta chỉ là ma đạo làm sao có thể đạp đổ vô thượng cảnh chuyện này khóe miệng chắc phàm cười vui vẻ hắn khoan thai lầm bầm ta cũng không thể nói nhưng tựa như ta chạm đến một cánh cửa khác từ xưa đến nay cánh cửa này tất cả mọi người chưa sờ qua bao gồm cả ngươi lệnh đệ của ngươi ha 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 thiên đế nhìn hắn thật sâu một cánh cửa khác hừ nói vớ nói vẩn ngay cả vô thượng cũng không đạt được hiện tại ngươi chỉ là chuẩn vô thượng mà thôi nói gì mà lĩnh vực cao hơn chắc phàm ta không biết đạo của ngươi có gì khác biệt với hữu tình thiên đạo của đệ đệ ta nhưng nghe thiên đạo vô tình đại thế đã định đợi ta đạp vào vô thượng chính là cơ hội diệt thế bây giờ ngươi lấy luân hồi đại đạo ra rất hợp ý ta vù vừa dứt lời trong mắt to lớn lần nữa mở ra mang đạo sau cùng giao ra chắc phàm ầm uy áp khủng bố buông xuống khắp nơi khiến tất cả mọi người có mặt cảm thấy thân thể trầm xuống hai chân như bị dính chặt không thể di động khoảnh khắc sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ vụn sông núi sụp đổ dòng chảy đảo ngược tất cả mọi thứ lơ lửng bay lên sau đó ẩn vào bên trong cự đồng to lớn biến mất không thấy gì nữa chắc phàm cùng ngũ đại thánh thú cũng như thế cảm thấy một cỗ lực hút mạnh mẽ muốn hút bọn họ vào trong lỗ hổng đáng sợ kia một tay che trời có điều rất nhanh song trưởng chắc phàm hợp lại từng đạo mây ngũ sắc trong lòng bàn tay hắn phiêu giật ra ánh sáng sau đó đập mạnh lên trên ầm mây ngũ sắc sông thẳng lên cửu thiên nhanh chóng khuếch tán càng lúc càng lớn trong nháy mắt đã hoàn toàn che chắn thiên đồng vàng ống kia sức mạnh quỷ dị cuồn cuộn bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa những đồ vật bị hút lên, lần nữa rơi bịch xuống, năm thánh thú cũng bị rơi đến thất điên bát đảo. Nhưng đáy lòng lại cảm thấy may mắn, thực lực của Trác Phàm hiện tại xem như không kém gì thiên đế, không ngờ có thể tùy tiện tiêu trừ không minh thần đồng của hắn. Xem ra sức mạnh thập đạo đang từ từ xuyên vào trong huyết nhục hắn, phát huy ra ra những thay đổi, trận chiến này có thể thắng. Ầm, ừ, thế mà, trong đáy lòng bọn họ vừa có chút hy vọng, bỗng nhiên từng đạo tiếng ẩm vang bạo phát, hình thành vòi rồng khí thế cường hãn không gì sánh kịp, trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía bọn họ còn không có kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra thân thể dài trăm trượng đã bị nhấc lên bay ra ngoài văng ra ngoài trăm dặm mới miễn cưỡng dừng lại khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thấy được bên trong trung tâm gió bão kia hai người thiên đế và chắc phàm đang đối quyền song quyền chống đỡ trong mắt bắn ra chiến ý hừng hực đây là ba đế bá quyền hai mắt to lớn của côn bằng run rẩy thở dài nói sức mạnh thật kinh khủng hai người cùng sử dụng bá quyền quả thực tương đương với cuộc tranh phong của hai bá đế không, với thực lực chuẩn vô thượng của bọn họ bây giờ, cho dù bá đế cũng khó có thể với tới. Khó trách dư âm vừa rồi lại đánh ngũ thú chúng ta bay xa như vậy. Nghe được lời này, các thánh thú cũng ngưng trọng gật đầu, Cổ Tam Thông lo lắng nhìn hai người rằng co quyền phong không xong, trong lòng thấp thỏm nói, như vậy phụ thân cùng thiên đế, ai sẽ thắng? Chuyện này, khó có thể phán đoán, mi mắt run lên, côn bằng thở dài một hơi, lắc đầu, chỉ chăm chú nhìn phương hướng của hai người, trên ót đã phủ đầy mồ hôi lạnh hai quyền đầu cứng như thép đối kháng nhau tiếng xương vỡ phát ra liên tục hai người chắc phàm và thiên đế nhìn nhau không nói lời nào qua giây lát thân thể thiên đế run lên một cỗ hắc khí từ trên nắm tay hắn phát ra ầm một tiếng đánh chắc phàm bay ra ngoài côn bằng cùng các thánh thú hít sâu một hơi kêu lên đều là chư thiên thập đạo chắc phàm lại rơi vào thế hạ phong hừ đương nhiên tinh hóa sức mạnh thập đạo cuối cùng đều ở trên đại đạo đế cảnh bây giờ đế cảnh ở trên tay ta cho dù hắn có truyền thừa của mấy lão gia hỏa kia cũng không thể nào vượt qua được bổn tọa ầm chân đạp bước nhất thời dẫm đạp mặt đất sâu xuống vạn mét thiên đế như mũi tên rời cung đuổi sát sau chắc phàm cười to liên tục lũ xúc sinh các ngươi cho hắn truyền thừa thập đế để có thể quản thúc bản đế sao hư hư cuối cùng cũng chỉ thành toàn cho bản đế mà thôi bạch thiên đế lắc mình một cái trong nháy mắt đến trước mặt chắc phàm bàn tay giơ ra nhắm ngay vị trí trái tim nói Đem luân hồi đại đạo cho ta, đưa con cờ này xong xem như ngươi đã hoàn thành sứ mệnh." Vèo, trong nháy mắt chắc phàm hóa thành một đạo hắc ảnh, Tiêu Tán không thấy. Ảnh đế ảnh độn, mày nhíu chặt, Thiên đế nhếch miệng, cười khẩy nói, đừng có bướng bỉnh, thần thông thập đạo ta rõ hơn ngươi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu." Vèo, vừa dứt lời, trong nháy mắt Thiên đế cũng hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, bên trong vân không, hai bóng đen không ngừng lấp lóe giao nhau, quấn quanh một chỗ lúc thì trốn trong khe nứt không gian lúc thì xuất hiện dưới ánh mặt trời người chạy người đuổi rất kịch liệt chắc phàm liên tục chuyển đổi mấy phương hướng nhưng đều khó thoát khỏi sự truy đuổi của thiên đế ngược lại bị hắn ta dính càng chặt hơn may nhíu lại thật chặt rốt cục hắn không còn ẩn thân hiện ra chân thân khi thấy bóng thiên đế xuất hiện dưới chân đạp lên tốc độ kỳ dị chỉ trong phút chốc xuất hiện ngoài ngàn dặm may nhíu chặt thiên đế vụt sáng cũng hiện chân thân dưới chân cũng xuất hiện tốc độ kỳ dị thoáng chốc đuổi kịp hừ đồng đế thiên vân bộ ngươi muốn chơi trốn tìm với ta sao chỉ tiếc những thần thông lão gia hỏa kia truyền cho ngươi bản đế đều luyện hóa ngươi có trốn thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta ngươi luyện hóa chỉ là kết quả đế đạo của bọn họ nhưng lịch trình mưu trí đại đạo bọn hắn ngưng tụ ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả làm sao có thể hiểu được mỗi chiêu thức của bọn họ ẩn chứa tâm cảnh như thế nào vậy thì thế nào ta chỉ cần đế đạo của bọn họ là được chỉ cần có thể đột phá vô thượng đỉnh phong cần gì phải để ý tới những nhân đạo ngưng tụ như thế nào Chính vì ngươi không biết cho nên cũng sẽ không hiểu nhân đạo đến tột cùng vì cái gì. Nhân tâm khi nào từ thiện biến thành ác, cốt nhục tương tàn, khi nào từ ác biến thiện, hung hãn không sợ chết. Giống như những đống thi hài chôn ở nơi này, bọn họ chỉ là kiến hôi, biết rõ vô dụng nhưng cũng có can đảm lấy mạng của chính mình phản kháng thiên đế ngươi. Bóng người phiêu giật, dần dần chậm lại, khuôn mặt quỷ dị của Trác Phàm bình tĩnh trở lại, sâu xa nói: "Ngươi cái gì cũng không biết, cho dù có được thập đạo, luyện hóa cũng chỉ là sức mạnh của bọn họ, nhưng không phải đạo của bọn họ." Phốc, nhân cơ hội này trong nháy mắt thiên đế đến gần chắc phàm tay cứng như thiết chảo cắm vào trong lồng ngực hắn ánh mắt vô cùng hưng phấn hắn nhìn chắc phàm nở nụ cười chiến thắng bổn tọa chỉ muốn phần sức mạnh này tâm cảnh của những con kiến hôi kia bổn tọa không cần thiết đi trải nghiệm ha 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 bạch hung hăng rút tay từ trong cơ thể chắc phàm ra lại không có chút huyết sắc chỉ có một đạo hào quang bảy màu tỏa ra ánh sáng diễm lệ trong tay hắn hỏng bét đó là luân hồi đại đạo rốt cục cũng bị hắn cầm tới côn bằng hoảng hốt trái tim tuyệt vọng cùng cực bây giờ thập đạo trong tay hắn hắn có thể bước lên vô thượng nắm giữ khả năng diệt thế xong rồi bịch một tiếng ngã rơi xuống đất khí lực toàn thân côn bằng như bị rút hết mấy thú còn lại cũng ngây ngẩn không thể tin nhìn về phía đó như vậy thế giới này sẽ bị hủy diệt sao chỉ có chắc phàm vẫn yên tĩnh nhìn thiên đế vẻ mặt vẫn không gợn sóng thậm chí còn có chút thương tiếc thiên đế ngươi nhập ma ma mày nhíu lại thiên đế cười ta nói bổn tọa chính là không minh đại đạo trưởng đạo giả sao có thể bị ma đạo xâm nhiễm nếu như ta nhập ma tất nhiên trong lòng sinh ma tâm ma ta ở đâu tham là ma cùng vọng là ma tự đại là ma tâm ma ngươi rất nhiều có điều thế gian không ai có thể thu thập ngươi cho nên ta tới thu thập thiên đế nhìn chắc phàm một chút nhất thời xùy cười ra tiếng ngươi thu thập ta ừ chuyện cười ngươi chỉ là quân cờ của ta đạo của người nhập môn từ ta ngươi vẫn luôn tìm thập đạo bây giờ đều ở trong tay ta bao gồm cả luân hồi đại đạo này cũng vậy nói xong thiên đế ngẩng đầu nhìn hào quang bảy màu đang dần dần tiêu tán cự đồng to lớn lần nữa buông uy áp cuống nhân gian chế nhạo nói ha 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 hiện tại ngay cả luân hồi đại đạo dựng nên luân hồi thiên mạc cũng tiêu tán toàn bộ thiên địa ta là duy nhất ngươi còn thu thập ta thế nào thiên đế ma đạo luôn tuân theo quy tắc thép ác nhân tự có ác nhân trị đại ma ăn tiểu ma ma hung dữ ăn đại ma nếu thế gian xuất hiện năm người có thể hàng phục ác ma vậy ta sẽ xuất thủ dù sao vạn ma thiên hạ đều do ta quản lý chăm chú nhìn hắn, chắc phàm nghiêm túc nói, đây là chức trách cùng sứ mệnh của ta, sau cùng ta khuyến cáo ngươi một lần, thu tay lại đi. Lạnh lùng nhìn hắn, thiên đế cười nhạo nói, ngươi điên rồi à, ta là thiên đế, là vô thượng trí tôn phải diệt thế, ngươi chỉ là một ma hoàng quản được ta sao, mà thập đạo. Những thứ này ngươi cầm cũng tốt, ta không có vấn đề gì, ngươi muốn leo lên vô thượng cũng tốt, ta cũng không quan tâm, dù sao ta kinh lịch 32 đời, vốn cũng không phải tìm đến những vật này. Hít một hơi thật sâu, khóe miệng chắc phàm sệt qua nụ cười thần bí, tại luân hồi thiên trì ta mới ý thức được thứ ta muốn tìm là gì ta cũng hiểu được nhân duyên của ta và ngươi ngươi cũng không phải đối thủ của ta ta để ngươi làm chúa tể đế vũ đại lục nếu không nếu không như thế nào hung hăng vung cánh tay thiên đế nhất thời tức giận cười nói tiểu tử ngươi nói khoác mà không biết ngượng bây giờ ngươi sắp rơi xuống thế hạ phong còn dám cùng ta phô trương thanh thế hết thảy đều là năm đó ta dạy ngươi đừng làm bộ nữa bây giờ bản đế cách đại đạo chính thức cũng chỉ thiếu chút nữa một bước này ai cũng không ngăn cản được ta vừa dứt lời thiên đế nhất thời ném ánh sáng bảy màu vào trong miệng đảo mắt nuốt vào chắc phàm cứ bình tĩnh mà nhìn không làm gì vù chợt cự đồng vàng óng đột nhiên phát ra dao động cường hãn ánh vàng trói mắt không ngừng phát tán ra bốn phía khí thế vô cùng khủng bố thiên đế cũng nhắm chặt hai con ngươi toàn thân có một cỗ năng lượng kỳ dị lưu chuyển tóc dài tung bay trên bầu trời không gió phát ra từng đạo hát quang vô cùng tà mị soạt rốt cục cự đồng trên trời chấn động mạnh một cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mấy người côn bằng nhìn thấy cảm thấy kỳ quái nhưng sau một khắc lại có một đạo dao động vô hình lóe qua toàn bộ bầu trời biến thành một màu tái nhợt 13 vầng sáng bạc trói mắt lóe ra trên cửu thiên không minh thần đồng tầng thứ 13, thái hư đồng sinh tóc dài tung bay chậm rãi hạ xuống không còn đen nhánh ngược lại biến thành màu bạc trói mắt thiên đế chậm rãi mở ra hai con ngươi ra ánh mắt đã không khác gì mọi người đen trắng rõ ràng không còn từ lôi kim nhãn cùng không minh thần đồng phân chia có điều giữa chán hắn lại mở ra một mắt, toàn bộ trắng bệch, 13 đạo ngân quang cùng bầu trời giống nhau như đúc. Chuyện này, chuyện này, côn bằng nằm ngửa trên mặt đất, trái tim run rẩy kịch liệt, xong, ánh mắt hắn đã hoàn toàn biến thành bầu trời. Toàn bộ thiên địa đã do hắn trưởng khống, đây chính là vô thượng đại đạo, thiên địa trong tay hắn, mà tất cả chúng ta không ai có thể ngăn cản được hắn. Nghe được lời này, sắc mặt mọi người như cho tàn, vô cùng tuyệt vọng. Chỉ có chắc phàm, vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh một cách quỷ dị hiện tại thiên đế đã nắm giữ sức mạnh vô thượng hắn nhìn thấy trong lòng cũng phải có chút bất an chứ thế nào ngươi không sợ sao thu tay lại nếu như ngươi còn muốn ngốc ở thế giới này hừ giờ này khác này ngươi còn mạnh miệng cười lạnh thiên đế khinh thường bĩu môi đệ đệ trong thời khắc sau cùng này bổn tọa gọi ngươi một tiếng đệ đệ ngươi có biết vô thượng thiên đồng của vi huynh là cái gì không liếc mắt nhìn hắn chắc phàm thản nhiên nói thái hư đồng thái hư sang thế không sai không hổ là người sờ đến cánh cửa vô thượng cũng cảm nhận được mỉm cười thiên đế cao ngạo ngẩng đầu lên cái này không giống với diệt thế lôi viêm cũng không phải không minh thần đồng nó sẽ tiêu tán toàn bộ thế giới xây lại một thế giới tinh khiết khác không có bất kỳ vẫn đục của thế giới cũ hỗn độn lại mở ra có thể nói trên thế giới không có bất kỳ vật gì bao gồm cả diệt thế lôi viêm mà không bị nó tiêu tán ba búng tay mờ ô tê cái ngân mang trên cửu thiên lấp lóe cả ngọn núi hoàn toàn biến mất ngay cả chút cho bụi cũng không còn như chưa từng xuất hiện ở thế giới này mấy người côn bằng bị dọa đến trái tim run rẩy Chắc Phàm nhìn thấy cũng không nói một lời, chỉ thở dài nói. Cái thế giới này còn chưa tới thời điểm tiêu vong, ngươi làm như thế cũng có nghĩa là nghịch thiên mà đi, không có kết quả tốt. Thế giới này sinh hay diệt là do ngươi quản sao? Khinh thường bĩu môi, thiên đế cao ngạo ngẩng đầu lên, từ giờ trở đi, sinh tử của thế giới này do ta trưởng khống. Như kế hoạch đã vạch ra từ thượng cổ, tạo ra một thế giới mới. Ta muốn thế giới bị vẫn đục này biến mất, sáng tạo ra một thế giới tinh khiết khác, ha ha ha, Thiên đế cười lớn, thái hư đồng trên trán đột ngột sáng lên, ngân mang trên cửu thiên cũng hô ứng lẫn nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Từng đạo ánh sáng ngân sắc như lụa mỏng phiêu dãng trong thiên địa, rơi xuống đỉnh núi, đại dương, dòng suối nhỏ, nơi lụa mỏng kia bao trùm, tất cả nhanh chóng bị tiêu tán. Mấy người côn bằng nhìn thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng tư trừ thân hình to lớn, hóa ra hình người, ẩn nấp bốn phía. Tuyệt đối đừng để ngân quang kia chiếu sáng, nếu không thì chết chắc. Thế nhưng vạn vật thế gian nhanh chóng bị biến mất, bọn họ còn chỗ nào để ẩn nấp? khi bọn họ vừa định trốn vào trong sơn động trong phút chốc toàn bộ sơn động biến mất phải lui lại tìm chỗ khác lánh nạn thiên đế nhìn thấy vậy cười lớn trong mắt hiện lên tia nhìn giễu cợt bọn chúng thật nhỏ bé ngay cả vận mệnh của bản thân cũng không nắm được chắc phàm nhìn hết thầy vẫn giữ im lặng mãi đến khi trùng ngân quang bay tới trên đầu hắn thân thể hắn cũng bắt đầu tiêu tán quay đầu nhìn về phía hắn thiên đế cười đắc ý đệ đệ vĩnh biệt từ thượng cổ đến bây giờ qua nhiều năm như vậy kết cục của thế giới vẫn không thay đổi Đừng khách khí, chúng ta sẽ còn gặp lại." Khóe miệng sẹt qua nụ cười tà dị, chắc phàm dần biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng câu nói sau cùng của hắn lại khiến Thiên Đế cảm thấy không yên lòng. Nụ cười này của hắn là có ý gì chứ? Một nơi khác, trong Trạch viện Lạc Gia Thành, tất cả các chiến sĩ đều đi ngăn cản Thiên Đế, chỉ có mấy nữ nhân Lạc Vân Thường và Sở Khuynh Thành ra ngoài thắp hương cầu nguyện. Chợt, bầu trời biến sắc, ngân mang từ cửu thiên hạ xuống, đánh tan mọi thứ trong tầm mắt, mặc kệ là người hay vật đều hoàn toàn tiêu tán thấy tình cảnh này mọi người vô cùng kinh hãi lạc Vân thường lo lắng nhị không được lắc đầu thở dài xem ra đã thất bại rồi ngày diệt thế đã đến khuynh thành chắc phàm hắn hắn không có việc gì nhìn bầu trời yên tĩnh sở khuynh thành thành kính cầu nguyện thân thể bất động mắt nhìn đạo ngân quang thoáng hiện kia trong mắt chớp động ánh sáng khác lạ từng đạo ký ức hiện lên trước mắt nàng vân thường tỷ ta đã nhớ hết chuyện trước kia thì ra chúng ta cùng ở phàm giai đều phải diệt thế rồi có ích gì lạc Vân thường bất đắc dĩ lắc đầu Bỗng nhiên Sở Khuynh Thành cười rộ lên, rất vui vẻ hạnh phúc, đương nhiên có ích rồi, cho dù sống chết hay cách xa tình nghĩa vẫn không thay đổi. Ta tìm hắn ở phàm giai lâu như vậy, hắn cũng ở thánh vực tìm ta lâu như vậy, thì ra không có ta hắn cũng sẽ đi tìm ta. Chỉ cần biết những điều đó, cho dù chỉ nhớ lại trong khoảnh khắc cũng đủ rồi. Nói xong, Sở Khuynh Thành cười nhắm mắt lại, nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Ầm, thế nhưng ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nước mắt kia chớp động lên ánh sáng nhiều màu sắc, phóng lên cửu thiên, phút chốc không thấy tăm hơi cho dù bị những ngân mang chiếu rọi, nó vẫn còn nguyên, không giảm chút nào. Vèo, rất nhanh, giọt nước mắt bay đến đỉnh đầu Thiên Đế. Mi mắt run rẩy, Thiên Đế quay đầu nhìn về phía đó, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, đây là vật gì, vì sao xuất hiện ở đây. Nói xong, trong mắt Thiên Đế tản mát ra hào quang óng ánh, ngân quang cũng không ngừng bao vây giọt nước mắt kia, nhưng thật kỳ quái, Thái Hư Đồng có thể đánh tan vạn vật trong thiên hạ, nhưng lại không làm gì được giọt nước mắt này. Thấy vậy, Thiên Đế nhất thời kinh hãi, đến tột cùng đây là vật gì? thập đạo quy vị bản chân quy nguyên thiên địa nhất tuyến duy ngã trường tồn ẩm đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang vọng trên cửu thiên thiên đế nghe được thân thể chấn động vô cùng sợ hãi chắc phàm làm sao có thể hắn đã bị tan biến sao còn có giọng nói của hắn chứ mấy người côn bằng đang ẩn núp cũng sững sờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhìn thấy một cỗ năng lượng kỳ dị lấy giọt nước mắt kia làm trung tâm đang mãnh liệt tụ tập lại đồng thời chắc phàm hét lớn giống như hồng chuông vang vọng giữa đất trời chư thiên thập đạo đệ nhất thiên đạo không minh đại đạo thâu tóm thiên hạ trong sáng cản khôn quý vị vù một tiếng chấn động vang lên bên cạnh giọt nước mắt kia xuất hiện một đạo hào quang chính là không minh đại đạo đế cảnh đại đạo thân thể ngăn không được chấn động thiên đế giật nảy cả mình làm sao có thể không minh đại đạo trong cơ thể ta vì sao trên trời lại xuất hiện một cái chẳng lẽ hắn cũng ngưng tụ đế đạo đồng dạng sao thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra chắc phàm lần nữa hét lớn chư thiên thập đạo đệ nhị nhân đạo bất bại phách đạo quyền chấn thương khung bất bại thiên địa quý vị chư thiên thập đạo đệ tam nhân đạo cửu u ma đạo hải nạp bách xuyên hiểu rõ nhân luân quý vị chư thiên thập đạo đệ tứ nhân đạo thiết huyết kiếm đạo kiếm chỉ thương khung trung thần nghĩa sĩ song toàn quý vị chư thiên thập đạo đệ ngũ nhân đạo ám dạ tinh đạo tinh thần liên tỏa đại ái vô cương quý vị chư thiên thập đạo đệ lục nhân đạo âm ti minh đạo sinh tử không lo vô bi không nhiễu quý vị chư thiên thập đạo đệ thất nhân đạo tăng nạc ảnh đạo quang ám chi gian chuyển đằng bồi hồi quý vị chư thiên thập đạo đệ bát nhân đạo luân hồi đại đạo quá khứ hậu thế hết thảy đều không quý vị chư thiên thập đạo đệ cửu nhân đạo trí tình đại đạo âm dương tương hợp tình động cửu thiên quý vị chư thiên thập đạo đệ thập nhân đạo bình phàm đại đạo đem tâm quy ẩn trí chân trí thuần quý vị vù 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 theo từng tiếng hét lớn vang lên xung quanh giọt nước mắt cũng xuất hiện đạo cảnh thập đại đế đạo tản mát ra ánh sáng mãnh liệt sau một khắc tiếng ầm ầm vang lên, chấn động thiên địa, mười đạo ánh sáng bỗng dưng phát tán, nhất thời xé rách bầu trời, ngân quang đầy trời cũng đột ngột biến mất. phúc, thiên đế phách thiên ngửa mặt lên trời phun ra miệng máu đỏ thẫm, không thể tin nhìn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, giận dữ hết lên, không, không thể nào, ta đã là vô thượng trí tôn, làm sao còn xuất hiện loại chuyện này? chư thiên thập đạo, tại sao lại ra hiện ra ở đó? rõ ràng ta đã luyện hóa tất cả ta đã sớm nói, ngươi luyện hóa chỉ là kết quả của thập đạo, cũng không phải là bản thân thập đạo, người nào có thể dung hợp được thập đạo, tự nhiên có thể ngưng tụ đạo cảnh bất cứ lúc nào. Lúc này, trên cửu thiên, âm thanh chắc phàm lạnh nhạt nói, thiên đế, lúc trước ta đã khuyên ngươi, ngươi lại khư khư cố chấp, ta sẽ không để ngươi lưu lại trên thế gian. Thập đạo hợp nhất, càng khô nhất trưởng. Vừa dứt lời, mười đạo mây ngũ sắc nhất thời thành một vòng, chuyển lên. Sau đó hình thành một bàn tay lớn bảy màu, hung hăng vỗ xuống đầu thiên đế trong mắt hung hăng co lại thiên đế không muốn tin hung hăng lắc đầu không không thể nào ta là vô thượng trí tôn ngươi không thể nào đánh bại ta thái hư đồng giống to một tiếng mắt giữa trán thiên đế lần nữa mở ra từng đạo ngân quang bắn ra lên phía trên thế nhưng sức mạnh có thể tiêu tan vạn vật chạm bàn tay to lớn bảy màu rốt cục trong ánh mắt tuyệt vọng của thiên đế bàn tay khổng lồ kia đã đập trên người hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà bàn tay khổng lồ kia cũng biến mất theo, tất cả mọi thứ giống như một giấc mộng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Côn bằng hít sâu một hơi, vẻ mặt lo lắng bỏ lên, nhìn bầu trời lần nữa trở nên trong sáng, mỉm cười hỏi, cuối cùng cũng kết thúc, nhưng chắc phàm đâu. Phụ thân, cha ở đâu? Cổ Tam Thông cùng Kiếm Đồng đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi, căn bản không thấy bóng dáng hắn. Tí tách tí tách tí tách, lúc này trên bầu trời mưa bay lất phất xuống, không khác gì mưa bình thường, nhưng những thứ này mang theo hào quang sáng chói, thấm vào khắp nơi. Phốc phốc phốc, từng tiếng trầm đục phát ra, dưới mặt đất, từng cánh tay duỗi ra, từng thân thể quen thuộc từ bên trong chui ra. Cổ Tam Thông nhìn thấy giật mình, Lạc Vân Hải, Lệ lão, Đan lão, các ngươi không phải đã chết rồi sao, tại sao lại? Hà, chúng ta chết sao?" Gãi đầu một cái, mọi người liếc nhìn nhau, cảm thấy thật kỳ lạ, mà chúng ta đang ở đâu, vừa rồi đang làm gì? Mấy người Cổ Tam Thông cũng cảm thấy kỳ quái, các ngươi không phải cùng thiên. "Thiên cái gì?" "Đúng thế, thiên cái gì nhỉ?" gãi đầu một cái cổ tam thông cũng có chút hoảng hốt quay đầu nhìn về phía tức nhi cùng kiếm đồng nói chúng ta tới đây làm gì đưa mắt nhìn xung quanh mọi người mê mang giống như quên chuyện gì đó hình như tên của một người nào đó nhưng bọn họ không thể nhớ nổi nghĩ không ra mọi người cũng không quan tâm nữa vô cùng vui vẻ trở về còn bóng hình bọn họ quên đi kia lại không ai để ý cổ tam thông cùng thánh thú có quan hệ với lạc gia rất tốt mấy người đan thanh sinh giữ chức cung phụng lạc gia có khi còn cười đùa vì sao thực lực của bọn họ mạnh như vậy lại cam tâm ở lại lạc gia chứ nhưng đã quen rồi, mọi người chỉ cười ha hả, không quá để ý, dường như bóng hình của một người trong đầu của bọn họ hoàn toàn biến mất. Không chỉ là bọn họ mà toàn bộ đại lục đều không ghi chép gì về người này. Chắc phàm hoàn toàn biến mất trong thế gian, biến mất trong hồi ức tất cả mọi người. Thiên đế, ván cờ lúc trước chúng ta đánh lại ván nữa đi. Trong thế giới trắng xóa, chắc phàm ngồi trên ghế đá uống trà đá, trước mặt là một bàn cờ, mỉm cười nhìn vẻ mặt đề phòng của thiên đế. Nhìn hai bên một chút, thiên đế hết sức cẩn thận, nơi này đến tột cùng nơi nào thế giới của ngươi khóe miệng nhếch lên chắc phàm giới thiệu không phải ngươi luôn muốn tạo nên một thế giới mới sao đây chính là hình dạng lúc đầu của thế giới không có cái gì ngươi có thể phát huy sức sáng tạo thỏa thích theo dệt như thế nào đôi mắt hơi híp lại thiên đế chăm chú nhìn chắc phàm cắn răng nói ta không muốn ở chỗ này ta muốn về đế vũ đại lục đó mới là thế giới của ta ngươi không thể quay về ta đã xóa hết thảy dấu vết của hai chúng ta ở nơi đó hoàn toàn không có sự tồn tại của ngươi dù là trong sách cổ hay trong ký ức của mọi người đều chỉ có thượng cổ cửu đế không có vị thiên đế là ngươi đương nhiên cũng không có tục danh trác quản gia tồn tại trong mắt co rụt thiên đế kinh hãi không ngờ ngươi có thể lặng yên xóa dấu vết của mọi người đến tục cùng ngươi đã đạt tới cảnh giới nào không quan trọng đến đánh ván cờ đi thản nhiên cười chắc phàm chỉ chỉ bàn cờ nói thiên đế nghi ngờ nhìn hắn không còn khí thế như trước đành phải ngồi đối diện bắt đầu đánh cờ với chắc phàm lúc này chắc phàm bình tĩnh dị thường mỗi một bước đi tương đối bình thường cũng không kỳ chiêu gì thế nhưng dù có thế nào thiên đế cũng không thể thắng được đương nhiên chắc phàm cũng không thắng mãi mãi cũng không phân thắng bại như như thế mới đáng sợ trong thiên hạ tài đánh cờ tối cao không phải muốn thắng thì thắng muốn bại thì bại mà chính là vĩnh viễn có thể bảo trì thế hòa không phân thắng bại duy trì cái thăng bằng đây mới là điều khó khăn nhất mi mắt khẽ run thiên đế vút ve quân cờ trong tay cuối cùng buông lỏng tay ném lên mặt đất bất đắc dĩ lắc đầu mấy nó người thắng Khách khí, chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại cũng là ngươi thắng. Thở dài một hơi, Thiên đế nhìn về phía chắc Phàm, trong mắt mang theo hồ nghi, ta có chút nghi vấn muốn hỏi ngươi, không biết có thể hỏi hay không. Cứ mái thoải, nói đi đừng ngại. Đạo của ngươi đến tột cùng là cái gì? Trong mắt mang theo hy vọng, Thiên đế chăm chú nhìn hắn nói, lúc ngươi xuất hiện trước người ta, ta cảm giác ngươi không giống đệ đệ, đạo của đệ đệ ta đều là tình, nhưng lại không phải tình, cái đó đến tột cùng là cái gì? Mỉm cười, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, hắn vĩ đại hơn ta hắn là đại tình đại ái ta chỉ là tiểu tình tiểu ái mà thôi tiểu tình tiểu ái cũng có thể thành đạo đánh bại ta tình trong thế gian có phần lớn nhỏ sao nhếch miệng cu oi chắc phàm khẽ liếc hắn thân thể chấn động thiên đế hơi biến sắc mặt bật cười khoát tay chắc phàm chậm rãi đứng dậy thiên đế bao gồm cửu đế còn lại cũng giống vậy quá chấp mê mọi thứ trong thiên địa đều có quy tắc vận hành của riêng mình làm gì có đại ái tiểu ái đại tình tiểu tình tình cũng là tình sinh ra từ nhân tâm bản nguyên nhất không có phức tạp như vậy cho ngươi một môn công pháp phàm nhân sở học có lẽ trong mắt các ngươi không đáng giá nhắc tới nhưng lại chính là thứ đế quân các ngươi thiếu hụt nói xong chắc phàm nhẹ nhàng vung tay lên một đạo tin tức nhất thời tiến vào trong đầu hắn bản chân quyết nhíu mày thiên đế thì thảo lên tiếng trở về nguồn gốc hòa vào trời đất thiên nhân hợp nhất thành tựu đại đạo chắc phàm chẳng lẽ ngươi thiên đế ngẩng đầu sợ hãi kêu lên nhưng trước mặt đã không còn hình bóng chắc phàm chỉ có một mình hắn hắn mới giật mình lo lắng nhìn bầu trời trắng xóa ngơ ngác tự nói thiên địa nhân tam đạo hợp nhất chấp trưởng càn khôn phía trên vô thượng thiên địa cảnh trong mắt chớp động hy vọng thiên đế ngước nhìn thương khung nhìn đến chỗ sâu nhất vẫn không thấy đáy thế nhưng trên cửu thiên bên ngoài vũ khí trắng xóa tay chắc phàm lại kéo lấy một tiểu cầu bị khí lưu trắng xóa bao phủ trong mắt mang theo ý cười hất về phía trước liền ném vào trong mảnh trời đêm vô tận ba ba bá quanh người hắn những tiểu cầu này không ngừng lấp lóe vụt tắt trong bóng tối nhưng cũng có một số tiểu cầu màu trắng có tiểu cầu u ám một số thì đen nhánh chắc phàm lạnh nhạt quét mắt nhìn hết thảy nhẹ nhàng nâng một ngón tay búng về phía trước phốc 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 tiếng trầm đục phát ra liên tiếp mấy chục tiểu cầu có hắc khí lượn lờ tất cả đều tiêu tán không thấy đâu xin lỗi không phải ta diệt thế chỉ vì thế giới các ngươi đã đi đến phần cuối biến thành tu la địa ngục ta phải thay trời tiêu trừ nhất miệng cười chắc phàm vừa nhìn về phía những tiểu cầu còn lại tính toán nhìn tiểu cầu u ám hắn thở dài ai đế vũ đại lục tuy không đến lúc diệt thế nhưng cũng dần đi về phía diệt vong chắc phàm lắc đầu đạp bước lang không một đường dò xét trong không gian đen nhánh thỉnh thoảng sờ sờ những bi trắng tràn ngập sinh khí thỉnh thoảng lại diệt hắc khí vườn quanh hắc cầu cứ như vậy đi tiếp ngàn năm sau đế vũ đại lục qua mấy lần biến đổi quần hùng xuất hiện lớp lớp hình thành xu thế ly khai mặc dù không có lũng đoạn như thành sơn nhưng cũng biến thành tình huống các đại thế lực cạnh tranh với nhau trong đó thế lực lớn nhất chính là lạc gia bởi vì có quan hệ thân mật với thánh thú trong gia tộc còn kiếm đế thần bí tọa chấn có thể nói là trong thiên hạ ai cũng không dám trêu chọc thế lực bá chủ mà cũng may mắn lạc gia vẫn luôn nhân nghĩa tuy mạnh nhưng không lấy mạnh hiếp yếu ngược lại luôn chủ trì công đạo nên rất được lòng người nhưng dù vậy trong thế giới cường giả này người yếu ớt vẫn khó tránh khỏi bi kịch đứng lại đừng chạy mau giao linh thạch ra đây là của chúng ta dùng để mua thức ăn có ngu mới giao giữa rừng núi hai thiếu nữ một lớn một nhỏ không ngừng chạy loạn nhìn qua một người khoảng tám chín tuổi người còn lại trên dưới 10 tuổi đi chân trần mặt mày đen nhẹ ba chợt hai cô bé lảo đảo vấp ngã xuống đất đằng sau năm sáu nam tử hơn 10 tuổi đuổi kịp thấy tình cảnh này cười thôi bỉ hắc 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 chạy các ngươi không chạy nữa à đừng tới đây nếu không chúng ta không khách khí với ngươi đâu báo công an ấy cô bé hơi lớn hơn nhìn bọn họ đi tới lúc này đứng lên bảo hộ muội muội sau lưng vẻ mặt quật cường nói ta là tụ khí bát trọng các ngươi tới cẩn thận mạng chó của các ngươi nhưng nghe câu này mấy tên kia lại cười lớn ha 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 tụ khí bát trọng ta thật là sợ ngươi nói chúng ta có tu vi gì lão đại chúng ta đều là đoán cốt cảnh cho dù kém nhất cũng đoán cốt tam trọng hai cô bé nghe vậy sắc mặt trở nên nặng nề những nam tử kia cười lớn phất tay nói Người đâu, bắt hai đứa lại cho ta, bán vào kỹ viện cũng có thể kiếm được mười mấy linh thạch, ha ha ha. ạ. À. không muốn, mọi người cười vang, chuẩn bị tiến lên, dọa hai tỷ muội sợ hãi đến cuộn người lại. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gõ thanh thúy vang lên, những người kia bỗng dưng ngừng lại, không động đậy, dường như thời gian ngừng lại, bọn họ vẫn giữ nụ cười gian tà như thế, đứng bất động như bức tượng. Từng bước đi tới trước mặt hai người, chắc phàm thấy hai tỷ muội vẫn ôm đầu, co rúm người lại, mỉm cười, nói khẽ, các ngươi không cần sợ, bọn họ đã sẽ không đả thương được các ngươi. Hai cô bé thả tay xuống, nhìn thấy đúng như vậy thật, lại nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Trác Phàm cũng cười vui vẻ, vội không người cảm tạ. Các ngươi tên là gì? Trong lòng đã rõ ràng, Trác Phàm vẫn hỏi. Nhìn lẫn nhau, cô bé lớn tuổi hơn lập tức nói, ta tên Tiểu Vũ, đây là muội muội ta, Tiểu Sương. Ngư Vũ, Sương Nhi, nhẹ giọng lầm bầm, Trác Phàm duỗi hai tay, cười nói, đi theo ta, bái ta làm thầy như thế nào? Bái sư, khẽ giật mình hai người nhìn nhau tiểu vũ sâu xa hỏi có ăn không có đương nhiên có mà sau này các ngươi cũng không bị khi dễ vậy quá tốt rồi đồ nhi bái kiến sư phụ yêu cầu của hai cô bé này khá đơn giản nghe lời nói chắc nịch của chắc phàm lập tức quỷ xuống lễ bái mỉm cười chắc phàm dắt tay hai cô bé quay người lại biến mất không thấy gì nữa sau đó những nam tử kia có thể động nhưng khi bọn chúng nhào tới lại chỉ thấy trống rỗng trong đầu không hiểu hả người đâu làm sao không thấy có quỷ một nơi khác trước một xóm nghèo sở khuynh thành yên tĩnh đứng ở nơi này trên khóe miệng nàng luôn mang theo nụ cười ngọt ngào cách đó không xa hai cô gái trẻ tuổi nhìn thấy thỉnh thoảng thảo luận sư tổ lão nhân ra sao lại ưa thích ẩn cư ở chỗ này chứ còn quấn quýt mái nhà rách nát này nữa chứ không biết đam mê cái gì thanh tu ở một số núi cao sông rộng không phải tốt hơn sao ai biết được chắc chờ người chờ ai vậy ta nghĩ là chờ ta chợt bên cạnh hai nữ nhân vang lên tiếng nói sâu thẳm hai người nghe mà giật mình nhất thời bị dọa lui lại nhìn thấy khuôn mặt vô tội của chắc phàm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh các nàng ngươi ngươi là ai đến nơi đây lúc nào không được vô lễ lui ra thế mà hai người các nàng vừa lên tiếng sở khuynh thành cũng đã hét lớn trách mắng hai người giật mình quay đầu nhìn lại thấy sư tổ ngày thường băng xương giờ khắc này khuôn mặt vừa kích động vừa có chút oán trách lệ quang trong mắt dưới mặt trời chiếu rọi càng thêm rõ ràng biết bên trong có chuyện, hai người không quấy rầy, nhanh chóng nhanh rời đi. Chắc phàm cười khổ một tiếng, tiến lên hai bước, thở dài, nghĩ không ra ngàn năm, ta tiêu trừ tất cả trí nhớ của mọi người, duy chỉ có nàng còn nhớ rõ ta. Ta biết, một ngàn năm trước, tất cả mọi người quên huynh là do huynh giở trò quỷ. Đúng vậy, dù sao ta cũng không có khả năng ở lại bên cạnh họ, quên với tất cả mọi người đều tốt nhất. Nhưng ta lại không quên. Có lẽ bởi vì giọt lệ kia còn trong lòng ta. Mỉm cười gật gật đầu, chắc phàm thở phào một hơi, có lẽ là ý trời tất cả mọi người cứ nghĩ đệ đệ thiên đế chuyển thế là vì tìm kiếm đế cảnh đại đạo ngăn cản thiên đế nhưng trên thực tế không có ai biết thứ hắn chính thức tìm kiếm là tình căn lúc trước bị chặt đứt mà nàng chính là tình căn của ta như vậy huynh sẽ dẫn ta đi chứ đương nhiên sở khuyên thành nhào tới ôm lấy chắc phàm kích động đến hai mắt đẫm lệ vậy huynh định dẫn ta đi đâu ai số mạng cả đời khổ cực dẫn nàng đi làm công cho gia chủ gia chủ khẽ sững sờ sở khuynh thành ngạc nhiên nói huynh đang làm gì nhếch miệng cười một tiếng chắc phàm cười thần bí vẫn nghề cũ quản gia đại quản gia thiên địa hết chuyện mình chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mình chuẩn bị chiến đấu một bộ chuyện mới thôi chúc anh em xem video vui vẻ mãi yêu